4 hạt, 5 hạt, 6 hạt. À, em làm chị quên rồi. Chị cả lắm đâu. Làm sao? Chị phải sao? 9 hạt này. 10 hạt này. 11 hạt này. 12 hạt này. Hôm nay được mẹ mua cho cái ngô to. Ôi được to, mình rất là thích ăn ngô luôn ý. Ăn một miếng mới được. À, nhưng mà mình quên. Ăn ngô nhiều lần rồi nhưng không biết là một cái ngô nó có bao nhiêu hạt nhở. Đúng rồi, hôm nay mình sẽ đếm xem cái ngô của mình có bao nhiêu hạt rồi mình mới ăn mới được. 1 hạt, 2 hạt, 3 hạt, 4 hạt, 5 hạt, 6 hạt. À, em làm chị quên rồi. Chị cả lắm đâu. Làm sao? Chị phải sao? Chị đang đếm hạt ngô mà ngồi ông đây, ngồi ông đây. Thế chị hỏi em nhá, một cái ngô này nó cũng phải có bao nhiêu hạt chứ. Mình ăn mình có biết là nó bao nhiêu hạt đâu, đúng bây không? Bây giờ chị đếm nhá. Đếm vào tay em. Xòe vào tay em á? Ừ nhở, như thế nó đỡ nhầm đúng không? Như vậy đấy là nhầm ấy. 1 hạt này, 2 hạt này, 3 hạt này, 4 hạt này, 5 hạt này, 6 hạt này, 7 hạt này, 8 hạt này, 9 hạt này, 10 hạt này, 11 hạt này, 12 hạt này, 13 hạt này. Ơ, mãi mình được có 13 hạt à? Đâu xem 13 hạt được nhiều không? Ơ, à, chị đếm bao nhiêu rồi sao bây giờ này còn có 3 hạt rồi? Thôi, em đi về, làm việc nhá. Ơ, à, ơ, à, chị đang đếm để xem có bao nhiêu hạt rồi em ăn hết của chị. Ơ, thì mình đếm được bao nhiêu hạt rồi? Đưa đây để chị xem chị được bao nhiêu hạt rồi. Xin chào tất cả các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.